bằng. Sáng ngày 28 tháng 11, Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người chết, một người bị thương xảy ra tại khu công nghiệp Đồng Xoài 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Quốc Trường, 28 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, Bình Phước và Trịnh Công Quỳnh, 41 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, cùng có quan hệ tình cảm với Thủy, 24 tuổi, nên giữa Trường và Quỳnh xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 21 giờ tối ngày 26 tháng 11, Trường gọi điện thoại hẹn Quỳnh ra khu đô thị Cát Tường Phú Hưng để nói chuyện. Sau đó Trường đã cùng với P, 24 tuổi, cùng đi xe máy đến gặp Quỳnh. Một tiếng sau, nhóm của Quỳnh khoảng 10 người đi trên hai xe ô tô cầm theo dao, mã tấu xuống cùng với Quỳnh đuổi chém Trường và P. Một lúc sau, P bị chém vào vùng đầu gục tại chỗ, còn Trường bị thương tích. Sau đó nhóm của Quỳnh bỏ đi, còn P được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, đến chiều ngày 27 tháng 11, nạn nhân đã tử vong. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.